Liên quan đến tình hình trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cho Công an thành phố Sóc Trăng để điều tra xử lý liên quan đến vụ việc hàng chục đối tượng có hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke thuộc phường 4 thành phố Sóc Trăng. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Sóc Trăng kiểm tra cơ sở karaoke Phương Ti thuộc khóm 1, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở có 4 phòng đang hoạt động, nhiều người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành thử test nhanh 39 người đang có mặt tại cơ sở karaoke, kết quả có 34 người dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, tại phòng số 1, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 2 gói ni lông bên trong có chứa 37 viên nén màu xanh, 8 viên nén màu vàng và 10 gói ni lông bên trong có chứa chất rắn màu trắng, nghi là ma túy. Qua giám định, các chất trên đều là ma túy, trong đó thuốc lắc là trên 18 gram và ketamine trên 33 gram. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Sóc Trăng thụ lý điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 9 tháng 12, trong lúc các con bạc đang sát phạt với nhau dưới hình thức chơi bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền tại một chòi giữ tôm thuộc ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, thì bị lực lượng Công an huyện Mỹ Xuyên bắt quả tang. Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, vào thời điểm trên, lực lượng Công an bất ngờ ập vào căn chòi giữ tôm của ông Nguyễn Xuân Long, ngụ tại địa chỉ trên, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 2 bộ bài, 8 điện thoại di động và số tiền trên 26 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.